Xin chào cô chú anh chị cùng các bạn đang xem trên kênh của Nhung Cần Thơ. Hôm nay Nhung chia sẻ đến cô chú anh chị cùng các bạn cái cách mà mình khử được cái mủ chuối khi mình bào cái cây chuối cây hoặc là cái bắp chuối đó. Thì ở miền Tây của mình á, mà nấu cháo gà hay là cháo vịt hay là nhúng lẩu gì ăn á, thì hay sử dụng cái cây chuối cây này nè. Đó. Thì cái cách này á, mình làm mình không cần phải cho chanh vô trong nước hay là cho giấm, cho phèn, cho cơm mẻ gì hết luôn nha. Mà mình chỉ cần một ít lá rau răm thôi. Đây là cái lá rau răm ha. Hôm nay mình sắt cũng nhiều cây chuối lắm cho nên là mình cho tầm khoảng một nắm lá rau răm đi. Thì ở đây mình có mấy cái chai cây chuối cây này nè. Ở nhà hôm nay có đám giỗ của bác của mình á, cho nên mình sắt chuối này để tối nay trộn gỏi nấu cháo gà cho bà con cô bác ăn buổi tối. Thì sẵn đây mình làm mình chia sẻ đến cô chú anh chị luôn. Mình thấy cái mẹo này nó cũng đơn giản thôi à, mà nó cũng hay nữa. Rồi bây giờ trước khi Nhung bào chuối á, thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước nè. Rồi mình dò cái lá rau găm này ra, mình cho vô đây. Ví dụ như nước nhiều thì mình cho nhiều, ít thì mình cho vừa đủ là được rồi cô chú anh chị. Nó cũng không có cần nhiều lắm đâu. Tại rau này là rau vườn nhà đó, cho nên là mình đi hái có nhiều mình cho vô hơi nhiều ha. Rồi mình cho một ít cũng được đó cô chú anh chị. Rồi xong thì mình bắt đầu bào vô trong cái thau nước này. Cái thau nước này là mình không có cho cái gì vô luôn á nha, chỉ là nước thôi. Rồi bây giờ Nhung sẽ bào cái cây chuối này vô trong cái thau nước có lá rau găm này ha. Cái cách này là của cô Sáu mà làm bánh bông lan á, chỉ cho Nhung. Hôm nay Nhung về dưới quê đám giỗ của bác ba, rồi mấy chị kêu sắt cái cây chuối này ra để tối nay trộn gỏi nấu cháo gà đãi bà con cô bác tới chơi đó. Thì sẵn đây Nhung áp dụng luôn. Ở phía sau lưng chỗ Nhung ngồi là có nguyên cái đám rau găm của bà chị chồng á. Nãy mình đi hái rau găm nhưng mà mình quên quay luôn, sợ nó dài dòng quá. Bình thường á, nếu mà không có cái cách này á, là Nhung phải nặng chanh vô trong cái thau nước này nhiều lắm nó mới khử được cái mủ chuối, hoặc là mình xả đi xả lại hai ba nước. Còn cái cách này mình thấy nó hay lắm. Mình cho vô là cái cây chuối hoặc là cái bắp chuối nó trắng tươi luôn á cô chú anh chị. Hôm nay á, là do có tiệc cho nên là sắt chuối hơi nhiều, thì để Nhung bào cho nó nhiều nhiều vô đi, vô trong cái nước này đi, để xem coi nó khử cái mủ chuối á, cái chuối mà mình sắt ra xong rồi đó, nó trắng, cái độ trắng như thế nào, để chia sẻ đến cô chú anh chị cùng xem nha. Mình sắt với hai bà chị nè. Chị của Nhung á, xài tay trái cho nên là cái dao bào này chỉ đang bào á, là tay trái á cô chú anh chị. Nhưng mà bào nhanh lắm, cái dao này nó bén lắm. Hồi nãy có cái dao bào tay phải nhưng mà nó không có được bén cho nên Nhung bào không có được. Bây giờ Nhung sắt luôn à. Sắt nó mà cái dao bén á, mình sắt nó cũng mỏng ngon lắm. Cái này là chị mình bào nè, chị mình bào bằng tay trái mà chỉ bào nhanh cấp kỳ luôn á. Mấy cây chuối nhưng mà mình sắt được có một cây còn như chị bào hết trơn à. Bây giờ là mình sắt gần hết chuối luôn rồi nè cô chú anh chị. Nhưng mà cô chú anh chị nhìn vô cái thau á, mình không có thấy mủ luôn á. Nó cái chuối mình nó trắng gì luôn nè. Cái nước thì nó ra cũng không có đục lắm đâu. Bây giờ mình chỉ cần chuẩn bị một thau nước nữa để mình xả cái này qua. Rồi xong rồi mình khi nào mình trộn gỏi thì mình vớt lên mình trộn thôi. Đó, mình xả qua đây cái nữa là nó còn trắng hơn nữa. Đó, khi mà Nhung vớt hết cái chuối lên đó thì cái thau nước mà lúc nãy mình ngâm nè thì nó đục như vậy thôi nè, chứ nó không có mủ nhiều lắm đâu ha. Rồi giờ là coi như mình để như vậy là nó trắng hoài như vậy luôn á cô chú anh chị. Khi nào mình muốn trộn gỏi hay là mình muốn nhúng lẩu gì đó thì mình chỉ cần vớt lên thôi. Đó, mình vớt lên mình để cho nó ráo là mình trộn gỏi á. Và khi mình trộn gỏi á thì mình ăn cái miếng chuối á, nó rất là giòn ngon lắm luôn á cô chú anh chị. Khi mà sắt chuối cây hay là bắp chuối thì Nhung áp dụng cái cách này Nhung thấy nó hay mà nó cũng đơn giản nhanh nữa. Cho nên là Nhung chia sẻ đến cô chú anh chị cùng các bạn xem để tham khảo, mình cũng có thể áp dụng ha. Còn nếu như mà ai mà có cái cách nào á hay hơn nữa thì mình để lại cái comment để cho cô bác anh chị cùng vô tham khảo và làm theo cho nó nhanh hơn nha. Video tới đây mình cũng xin khép lại. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.